Rồi, ok ha. Cái bài mới này là bài số 2. Rồi, bài số 2 này thì nó chỉ có một cái form thôi. Một cái input thôi chứ quên. Thì cái form trong PHP của mình chắc chắn là bot các bạn ha. Rồi, nó sẽ chạy tới một cái file. Cái file PHP nào đó. Rồi. Tôi đặt tên cái file này phải riêng luôn ha. Bài 2 sub luôn. Rồi, ở trong đây tôi sẽ có một cái input và tôi biết chắc là cái này là cái số rồi, thì cái này là tôi phải là number luôn cho nó nhanh ha. Rồi cái name này là n, nhập số n bất kỳ. Rồi id lại là n luôn để các bạn làm Java Reef ha, kiểm tra ha, kiểm tra cái số này có phải là số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 hay không, ví dụ vậy. Rồi ví dụ mình cho nó default luôn thì mình để value bằng 1, tức là nó không có thể nào đừng cho nó 100 ha. Và cái này là dãy số thì cái này default là 2 đi, chứ dãy số gì mà từ 1 tới 1, hình dung không? Rồi mình phải có một cái input submit, form nào cũng vậy phải có input submit các bạn nhớ nha. Tôi chỉ một cách duy nhất cái nút trong form là input submit, tôi chưa có chỉ cái button, cho nên các bạn đừng có làm rồi ngồi đó la làng, hoặc là các bạn Google sợ, các bạn sợ nguyên cái form các bạn đem về các bạn chạy nó không có ra, nó không chạy, nhớ ha. Tại cái button mà làm submit thì nó sẽ khác, còn cái input này nó có chức năng submit sẵn luôn, tức là click vô là nó gửi thông tin trên form này đi tới cái file này, cái file này sẽ nhận thông tin đó và xử lý và show dữ liệu nha. Các bạn nghe kịp ha, thì mình biết cái nào mình làm tới cái đó thôi, còn nếu mình sợ mà mình làm được mình hiểu thì ok cứ làm nha. Tại vì các bạn rất là bị lỗi ngay cái nút này, các bạn sơ ý, các bạn nắm không có chắc cái nền tảng á, rồi các bạn cứ bị bắp về đó, thì những cái form mà trên Google search á đem về thì này là cái button, thì button thì mặc định cái chức năng nó không có chức năng submit, thì nếu mình muốn làm submit á thì mình phải sử dụng chiêu trò ha, những kỹ thuật khác, còn cái này là nó mặc định nó là submit rồi, cho nên nó sướng lắm, nhớ ha. Hoặc là các bạn lấy một số template nào đó về đó, thì cái chỗ này nếu mà nó không phải là type submit thì các bạn phải sửa lại là input type submit thì dữ liệu nó mới đi, hình dung ha. Rồi cái này là show danh sách đó. Thôi dùng từ hiển thị đi cho quen không gài ha. Đó, tiếng Việt. Rồi một cái input chắc chắn là phải có cái name để mình kiểm tra, các bạn chỉ cần làm từ từ theo vậy thôi được rồi các bạn. Tôi nói dòng nào tôi chú thích dòng đó rõ ràng như thế, giải thích dòng đó. Rồi ok xong rồi nè, cái form như thế này là ổn rồi. Còn kết quả hiển thị ra nè, ví dụ như tôi có cái H2 là hiển thị cái dãy số thì tôi ghi là dãy số. Tức là cái này là cái việc là mình làm HTML CSS trước đó, giống như SMN cũng vậy, mình phải sưu tầm, mình phải thiết kế cái HTML CSS trước để chừng nữa mình lập trình cho nó nhanh, mình chỉ cần copy paste qua thôi. Thì dãy số lúc này nó là 1, 2, mình cho cách khoảng ra ha, 2, 3. Rồi ví dụ tới n đó, nếu mà mình thiết kế HTML thì nó sẽ như thế này, rồi muốn CSS gì đó nữa thì class gì đó tùy theo, từ từ ha. Rồi bây giờ mình có một cái dãy kết quả nữa, thì cái này là tôi cho là H3 đi chẳng hạn. Rồi và tôi ghi là tổng dãy số. Đó, tổng dãy số mình đang học cú pháp cho mình cố gắng làm cho nó kỹ, thì nó là 1 cộng 2 cộng cái dấu phẩy á, thường thường là nó phải đứng kế một ký tự rồi cách khoảng ra mới tới ký tự thứ hai, còn cái dấu cộng á, là nó cách khoảng, dấu cộng cách khoảng nha. Rồi cộng tới n và cách khoảng bằng cách khoảng. Thì cái này là cái kết quả tổng nè nha. Cái này là cái HTML CSS thôi, chưa có gì cả ha. Rồi bây giờ mình mới tới là tổng dãy số chẵn và tổng dãy số lẻ. Thì cái này tôi sử dụng là H2, cái này tôi sử dụng H3. Tôi sử dụng hai cái so le để nhìn nó dễ hơn các bạn. Rồi cái này là tổng dãy số chẵn. Đó, tổng dãy số lẻ. Đó, cái này là tổng chẵn, cái này là tổng lẻ. Đó,
Ví dụ như HTML tôi đã có như vậy rồi, thì tôi sẽ lập trình PHP như thế nào? Tức là làm gì làm, mình phải chuẩn bị cái HTML CSS trước. Đó, kết quả mà một chuyện nữa mình PHP xong nó sẽ hiển thị như thế này nè. Thấy đúng không? Nha, mục tiêu của mình là như thế. Tại mình đang học for, mình đang học ghép chuỗi thì mình phải làm như thế này. Rồi, mình đã học được dữ liệu gửi từ form, mình sẽ làm cái form như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái, mình sẽ tắt cái này nha. Rồi, cái này mình sẽ bắt đầu mình lập trình nè. Bài 2 sub.php thì qua đây mình tạo một cái file mới, new file bài 2.php. Rồi, mở cái thẻ php lên. Rồi, nhớ đóng thẻ lại để quên. Rồi, có khoảng trống ra thì mình bắt đầu mình mới viết nè. Mình đã học thuộc lòng cái câu lệnh này rồi thì bây giờ mình chỉ cần viết vô thôi, chứ không có khó khăn gì trên. Đó, cái này phải nhớ, mình học thuộc từ từ nó quen. Bấm lộn phím cắt lóc hoài. Rồi, ngoặc vuông, nháy, hiển thị ha. Rồi, nguyên cái này nè, mình mới end với một cái ngoặc tròn nữa ha. Rồi, các bạn phải ngồi các bạn suy ngẫm để mình viết cái câu này cho nó đúng. Tại vì lúc nào mình cũng sử dụng chứ. Mình kiểm tra cái form đó có cái nút submit đó, nút submit đó có tồn tại hay không, có được click hay không. Nếu click rồi thì mình mới làm việc, còn không click rồi thì thôi. Tại vì có những lúc người ta không có submit từ cái form mà người ta dẫn cái tới cái file này luôn. Ví dụ này, tôi ví dụ nè. Nếu mà submit thì trong đây mình xử lý ha. Echo bằng cái gì đó có kết quả trong đây rồi ha. Ví dụ như gì đó chẳng hạn. Còn ngược lại ha. Ví dụ như người ta không có submit form mà người ta dẫn đến cái file PHP đó luôn, rồi mình chửi người ta đi. Đó. Đó, hắc hả mày, ví dụ vậy. Ha. Nè, ví dụ nè. Localhost nè. Localhost enter. Chưa tạc xanh lắm đó. Enter mà không thấy gì trên, tức là mình chưa sạch tạp cái sam ha. Rồi một ngày trời không biết xanh, là trời sắp đổ cơn mưa. Sam tôi đâu rồi? Ok. Lâu lâu nó bài đặt nó mệt nổi đồ. Rồi ok ha. Rồi localhost. Rồi lớp mình là 09 nè. Rồi lớp 2 nè. Ví dụ người ta làm đúng trên trang web thì người ta sẽ đang ở cái form, rồi người ta nhấn submit thì nó ra như vậy. Rồi, nhưng mà có những lúc mà người ta muốn hack mình đó thì người ta không có vô bằng cái form này đâu, mà người ta sẽ là vô một, người ta đoán là mình sẽ đặt cái tên file action, cái đó là cái file tên gì, thì người ta ngồi ta đoán mò, hay là ta có một cái thủ thuật gì đó người ta dò cái file thì người ta sẽ click vô như nè. Đó, thì lúc này á, nếu mà các bạn không có cái if đó thì nó sẽ báo lỗi ngay chỗ này nè. Nha, nó báo lỗi logic gì chỗ đó đó, là nó nói là cái đối tượng nó chưa được định nghĩa. Còn cái này là nó vô một cái trang web là bất hợp pháp nè, thì mình cảnh báo cho nó một cái câu lệnh này liền. Đó, tức là mình không cho nó vô, không cho đăng nhập vô cái file này. Nha, cái đó là cái an toàn đấy các bạn. Cho nên tôi nhắc hoài là phải kiểm tra, và cái này mình phải học thuộc lòng. Thì cái file này để dàn action cái form nào, nó có cái tên là gì, mình phải biết. Còn mình đặt tên là làm sao ta biết được ha. Rồi ok, bữa nay mình đẻ ra cái là L, để mình biết lý do là mình phải kiểm tra cái này là như thế nào, tại sao phải kiểm tra ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình trở lại cái việc là mình làm cái gì với nó. Sau khi là đúng rồi đó, đúng cái đường đi là từ cái form action đi rồi đó, thì bây giờ mình lấy dữ liệu về thôi ha. PHP khá dễ,
muốn lấy cái gì chỉ cần là đô la thôi, tức là có tiền là mua hàng được. Đô la. Rồi, mình đang ở cái phương thức là boss thì mình chọn boss thôi nha. Rồi, N. Đấy. Số N này có giá trị rồi đó. Mình giả dụ nó có giá trị, mình giả dụ đã kiểm tra rồi. Thì bây giờ cái dòng đầu tiên trong yêu cầu của bài của mình đó là người ta kêu mình là hiển thị nguyên cái này ra nè. Thì trong cái chuỗi này các bạn thấy là cái từ từ đây tới đây nè là chuỗi tỉnh, nó cố định như vậy, nó giống như cái header. Cái này là giống như là cái footer, tức là phần sau của cái chuỗi. Chỉ có cái chỗ này nè là nó tự động nó phát sinh nè, là dữ liệu động nè ha. Thì dữ liệu động này nó có tính lặp lại nè, thì mình sử dụng dòng lặp for, hình như không? Đấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Mình copy nguyên cái này nè, mình tạo cái chuỗi khởi tạo ban đầu đó, thì mình đô la dãy số bằng nháy đơn bát ở đây. Tại sao phải nháy đơn? Rồi cách khoảng này tí xíu cho nó đẹp. Làm việc với PHP là phải nháy đơn. Rồi xong cái mình tới nối cái phần đuôi lại, phần footer giống như phần footer vậy ha. Rồi nối chuỗi trong PHP là chấm bằng. Thì lúc này mình làm gì? Mình đóng cái H2 lại. Ví dụ ở trên đây là nháy đơn, dưới đây nháy đôi được không? Được hết á, không sao hết á. Nhưng mà mình đang sử dụng nháy đơn thì mình sử dụng nháy đơn cho nó thống nhất ha. Tại vì đây nó chỉ có thẻ H2 thôi, nó không có vấn đề gì. Ví dụ như ở trong đây mà nó có cái class, có cái gì đó nữa, nó có nháy đôi thì ở đây sử dụng nháy đôi nó bị trùng. Cái này nói rồi nhưng mà nói lại luôn ha, ai đang chú ý nói lại luôn. Thì bây giờ cái dữ liệu động trong đây nè, mình sẽ sử dụng for này các bạn ha. Ở trong đây mình sẽ sử dụng for. Rồi mình sẽ for nè. For từ máy à, for từ máy. Cái bài yêu cầu của chúng ta là for từ 1 ha. Thì y nó sẽ bằng 1. Rồi y này nhỏ hơn mấy à? Nhỏ hơn n. N là cái số mình nhập về nè, hay là bằng n ha, tùy mình thôi. Ví dụ như mình nhỏ hơn n thì cái dãy số nó liệt kê ra, nó không có liệt kê ra cái số n, mà nó bằng với n thì nó liệt kê luôn với số n. Còn không thì mình có thể là n cộng 1, ví dụ như vậy đó, thì nó lấy luôn cái số n. Bây giờ mình muốn liệt kê dãy số là có số n ở trong nha, thì mình chỉ cần là nhỏ hơn hoặc bằng n là ok. Gì được không? Làm thử nha, nó lỗi tính sao. Nhỏ hơn n được không? Nhỏ hơn hoặc bằng n được không? Alo Hiếu, Hiếu không ta? Hiếu vừa hỏi nó làm điểm trung bình phải không ta? Hỏi em làm điểm trung bình cái biến nằm giữa hai cái số lớn siêu số đầu nằm bên không? Thì vậy là không được đúng không? Cái mã này có con số 1 chắc được. Rồi tôi để bằng n luôn đi. Rồi bây giờ mình mới nói cái chuỗi là 1 phẩy khoảng trống 2 vô cái dãy số này nè. Thì bây giờ ở đây mình làm gì? Dãy số ha. Dãy số chấm bằng. Chấm bằng gì? Có phải bằng với y không ha. Rồi sao nữa? Mình muốn dấu phẩy đúng không? Chấm nháy đơn cách khoảng dấu phẩy không cách khoảng số xong là phẩy cách khoảng nháy đơn chấm nha. Rồi ví dụ như là mỗi lần lặp thì nó cộng một số vô, nó cộng một số vô, cộng này là cộng nối chuỗi chứ không phải là cộng trừ nhân chia. Rồi mình có cái giá trị hiển thị giá trị kết quả rồi, thì bây giờ mình chỉ cần là echo nó thôi. Ê cho dãy số thôi là xong ha. Thì các bạn thấy nè, tuy bài toán rất là nhỏ, chỉ có mấy đoạn code thôi, nhưng mà nó vẫn có những cái thao tác, những cái bước y chang nhau. Cái này là cái lấy dữ liệu nè. Nếu trước đây mình có kiểm tra dữ liệu, có phần kiểm tra dữ liệu còn không thôi lấy dữ liệu. Và bắt đầu là xử lý dữ liệu nè.
Và cái này là out này, output này. Ở trên đây là input, ở dưới đây là output, ở chính giữa đó mình làm gì mình làm. Ngôn ngữ lập trình nào nó cũng thế, nó chỉ có 3 bước vậy thôi đó. Cần thêm một bước kiểm tra dữ liệu nữa là thêm ở trên nữa là ok là xong. Và mình phải nên làm như thế nha. Rồi, bây giờ mình kiểm tra thử. Rồi, mình trở lại cái form của lớp 2. Rồi, click luôn đi. Dù một ngày trời không biết xanh. Nó nói là cái gì? Cái hằng số n này nè, nó chưa được định nghĩa. Còn xanh là hằng số ha, cho nên mình đang sử dụng cái số mà không có được định nghĩa. Thì mình coi kỹ lại coi cái n là cái gì. Đây, một cái chữ mà nó không có đô la thì nó là hằng số chứ không phải là nó là biến. Hình dung không? Mình tập đọc lỗi, tại vì mình chỉ có mấy nhiêu lỗi nó nhảy xảy tới xảy lui hoài à, cho nên mình phải nhớ. Rồi ok, mình phải bình tĩnh xử lý lỗi ha. Chết cha không? Đó, hình dung không? Rồi, của mình nó sai cái gì? Sai cái dấu này nè. Sai cái dấu này nè. Tức là cái dãy số thì không cần dấu phẩy cuối. Hình dung không? Bây giờ mình bỏ dấu phẩy cuối thì sao? Bây giờ nè, mỗi lần một lần lập nó cộng cả dấu phẩy vô. Thì bây giờ mình kiểm tra là ví dụ nó là ở vị trí cuối cùng thì mình không có cộng. Nghĩa là sao? Những vị trí trước vị trí cuối thì mình cộng. Cộng dấu phẩy, còn không thôi không cộng ha. Thì bình thường mình cứ ép cái số đó vô đi. Rồi bây giờ mình mới kiểm tra là nếu mà cái số y này nè nó nhỏ hơn n, hiểu không? Nhỏ hơn n tức là nó không phải là số cuối, thì mình mới cộng cái dấu phẩy vô. Mình lập trình là mình phải lập luận ngược và lập luận xuôi, làm sao thấy nó logic và dễ lập trình nhất thì mình làm. Đó. Ví dụ như bữa nãy mình coi ở ngoài này mình thấy là nếu mà nó là ở vị trí cuối thì mình không có dấu phẩy, thì nó phải đồng nghĩa với việc là những cái vị trí không phải là vị trí cuối có dấu phẩy. Tức là mình lập luận sao mình lập trình nó dễ. Rồi ok, thì vậy là chắc được rồi đó. Đó, thấy không? Vô một cái file mà action là nó báo liền, không có cho vô tắt vô ngang vậy, mà phải đi từ cái form nó mới chịu ha. Rồi 5678 gì đi. Thấy bà không? N là gì vậy? Đó. À, nó không có cho đi ngang ha, không cho đi ngang về tắt đấy, đúng rồi đó, đúng yêu cầu rồi đó, hiển thị cái dãy số ra đúng yêu cầu đó. Rồi tận dụng cái dòng for đó, bắt đầu mình tính tiếp cái dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai người ta yêu cầu là tổng dãy số 2.1 cộng 2 cộng 3 giống hệt luôn, tức là cái phần này giống nè. Cái phần này giống ở trên đây nè, nó chỉ cộng thêm cái phần này thôi nè, là cái phần tính tổng nè. Thì các bạn thấy chỗ này là gì? Cái này là tỉnh nè, à, cái này là động nè. Rồi cái này là tỉnh nè, cái này là động nè, cái này là tỉnh nè. Cái nào tỉnh thì nằm trong chuỗi cộng dồn vô. Rồi bây giờ mình cho hiển thị cái dãy số mà có dấu cộng dễ không? Quá dễ ha. Rồi thì mình cũng phải sao? Khởi tạo một dãy số chẵn. Ủa quên, mình đang làm tổng mà đúng không? Dãy số tổng chứ. Đó. Thì mình bằng. Rồi copy không mà, lập trình copy không dễ lắm. Đây H3 nè, tới cái khoảng trống này luôn nè. Tức là người ta đã làm HTML CSS cho mình rồi thì mình không có bỏ gì trên, tận dụng hết. Mình bỏ là mình sai. Rồi
mình cho khởi tạo cái chuỗi này. Thì bây giờ sao, ở trong đây sao? Rồi mình copy này xuống, nó giống ở trên đây thì mình copy xuống thôi, dễ ồm nha. Và ở đây là gì? Dãy số tổng. Nó đưa gì vô? Nó đưa cái y, mà cái y này là dấu cộng, thì mình thay dấu phẩy bằng dấu cộng thôi, đúng không? Lập luận gì đúng không? Rồi mình thử ha. Rồi mình cũng có cái dãy số tổng, mình copy ra. Rồi mình đang sử dụng đèn H3 thì cái này là thẻ đóng H3. Rồi mình ra được dãy số mà có dấu cộng rồi đó. Mới nãy là dãy số dấu phẩy, bây giờ dãy số dấu cộng. Mình chưa echo ha. Đó. Đây. Rồi, bây giờ mình thiếu gì? Mình thiếu dấu bằng, mà mình thiếu giá trị của mấy con số này. Rồi, nãy giờ là mình chơi trò ghép chuỗi, bây giờ mình chơi trò tính toán cộng trừ nhân chia. Thì để tính giá trị nguyên một cái dãy số đó đó, thì cái giá trị khởi tạo của mình á, mình phải khởi tạo nó bằng 0 ha. Rồi ở mỗi vòng lặp á, mình sẽ cộng đó. Ví dụ như mình sẽ có là tổng cộng bằng, cộng với thằng y vô đó, ngồi suy gặm ngẫm ha. Rồi sau khi hết vòng lặp thì cái tổng này mình gắn vô đâu? Mình gắn vô chỗ này nè, tức là nó có dấu bằng, cách khoảng, dấu bằng, cách khoảng, dấu chấm chấm, dấu nháy. Rồi ở đây là tổng. Các bạn hình dung không? Hình dung cái tổng không? Nãy giờ hai cái này là nó nối chuỗi thì nó khởi tạo bằng cái chuỗi. Còn cái này là tính toán thì nó khởi tạo bằng dấu, bằng giá trị là 0. Rồi mỗi lần một vòng lặp thì nó cộng dồn giá trị thứ y vô. Rồi sau khi hết mấy cái for đó thì nó đưa kết quả ra đây. Rồi cái chuỗi của mình thì mình cần dấu bằng trước khi mình hiển thị cái giá trị tổng các số đó ra. Tiếp tục nối chuỗi ở cái dòng cuối này ha. Rồi mình F5. Hình dung không? Rồi mình còn hai dòng nữa. Hai dòng là tổng số chẵn và tổng số lẻ. Nghĩa là đây là tổng số tất cả các số. Bây giờ nếu mà số chẵn bỏ hết mấy cái số lẻ ra, lấy mấy số chẵn thôi. Đó. Thì ví dụ mình sẽ có một cái dãy số. Nè, mình giống vậy nè. Mình nhân bảng này ra. Khởi tạo nhân bảng ra nè. Dãy số chẵn. Đó, cái này là dãy số, cái này tổng chẵn. Đó, thì dãy số chẵn thì ở đây là dãy số chẵn. Dãy số chẵn ha. Rồi. Ở đây mình cũng có là dãy số. Dãy số chẵn và tổng chẵn ha. Mình echo ra. Dãy số chẵn. No, nhầm chỗ ha. Này chỉ là echo dãy số chẵn thôi. Rồi. Ngay cái chỗ này nè. Đó, mình cứ đi ra một vòng khác nè. Đây là dãy số chẵn. Rồi, chỗ này là mình đưa giá trị chẵn vô nè, tổng chẵn vô nè. Đó. Nói chung là mình làm giống giống nhau hết. Rồi. Bây giờ nè,
Bây giờ mình muốn biết là cái y này nó chẵn hay nó lẻ thì bắt đầu mình if ha, if giá trị y chia hết cho 2. Đó, thì cái này là chẵn, ngược lại là lẻ. Thì cái này là chẵn thì mình làm sao? Mình vừa tính cái dãy số và mình vừa tính cái giá trị, cho nên cái if này nó có hai câu lệnh. If mà từ hai câu lệnh trở lên thì mình sử dụng cái ngoặc nhọn. Nhớ ha. Rồi, cái này mình sẽ cộng dãy số chẵn cộng dãy số chẵn. Đây, dãy số chẵn cộng đem xuống đây. Cái này là dãy số chẵn. Dãy số chẵn. Dãy số chẵn cộng với cái hình y vô. Cộng y vô, cộng với dấu cộng vô ha. Còn cái chuyện cộng dấu cộng này như thế nào mình được cộng thì từ từ mình tính sao ha. Rồi, mình thêm cái phần nữa là tổng chẵn cộng bằng y. Tức là cái dòng này là cái dòng để nó thành hình thành một cái chuỗi. Cái dòng này là dòng tính toán. Thì tổng chẵn nó sẽ ra đây. Rồi cái này nó sẽ là ra cái chuỗi ở đây. Đấy, nó không có khó mà nó hơi bị rối. Nếu mình hiểu cái cách làm này nó sao không có rối. Rồi, em Năm. Đó. Tôi nói tự xử lý mà, ai không biết. Tôi vừa nói nãy mà. Cái này mình xử lý làm sao để mình biết là không còn dấu cộng. Bỏ dấu cộng ra thì mình từ từ mình tính. Ở trên đây mình tính được rồi thì dưới đây mình tính được thôi. Tính được thôi ha. Rồi bây giờ mình eo lại nè. Eo thì ra dãy số lẻ nè. Thì mình copy nguyên đám này xuống nè. À, sửa lại là lẻ nè. Sửa lại là lẻ nè. Sửa lại là lẻ nè. Rồi, mấy cái lẻ này thì giống như mấy cái chẵn. Thì mình lấy nè, đem xuống mình sửa lại nè. Lẻ nè. Lẻ nè. Quả này lẻ nè. Đó. Ha. Lẻ giống chẵn. Rồi bây giờ cái này là để cho số 2. Để cho nó to lên. Ủa, cái này là số 2 chứ. Cái này là số 3 chứ. Rồi. Cái này là số 2. Cái này là số 2. Rồi vậy số chẵn cứ bi ra nè. Lẻ nè. Cái này là số 3 nè. Cái này tổng chẵn lẻ nè. Mình phải hiểu cái nào là cái giá trị, cái nào là cái chuỗi các bạn nha. Rồi cái này mình echo ra lẻ nè. Chịu khó tự ngồi làm. Sai cái gì mình hãy coi lại nha. Chứ đừng có tránh cái trường hợp là mình vừa coi mình viết lại mình không hiểu gì đâu. Tôi giải thích để các bạn hiểu cái cách mình làm. Rồi mình làm tới đâu mình sai cái mình nhớ. Rồi mình coi lại. Rồi ok. Rồi ha. Thì bây giờ các bạn tập trung xử lý thử coi. Khi nào mình bỏ cái dấu cộng ở cuối này. Tại cái này nó hơi khác ở trên đây. Ở trên đây thì mình kiểm tra vị trí cuối cùng. Nhưng mà ở đây mình kiểm tra là có khi nó không phải là vị trí cuối. Ha. Thì có khi nó là vị trí cuối. Hình đúng không? Đấy, thì mình phải suy nghĩ coi cái quy tắc chung nào để mình kiểm tra cái này. Để cho mình bỏ cái dấu cộng này ra. Nha. Ngồi tự suy nghĩ thử. Và mình làm được á. Và gợi ý là mình có hai cái điều kiện ở trong đó. Ví dụ như ở trên đây nè, nó chỉ có một điều kiện thôi. Nhưng mà xuống cái phần chẵn lẻ này nè, nó phải hai điều kiện. Và hai điều kiện đó là hai điều kiện gì? Tự suy nghĩ thử. Rồi, hướng dẫn 90% rồi, còn 10% các bạn làm thử. Nha, coi ổn không? Được chưa? Nó không có khó ha. Quản lý chuỗi, quản lý số, chuỗi số, chuỗi số. Có cái chuỗi khởi tạo, có cái chuỗi kết thúc ha. Có tính toán,
có tính toán, có nối chuỗi ha, có nối chuỗi, có tính toán, có show giá trị tính toán ra. Tức là hôm gà mình học cái gì bây giờ mình làm lại y chang vậy đó. Chỉ có một cái là cái bài này nó dùng for ha, nó dùng for, thì mình tập cái cách là ngắt cái chuỗi nó ra làm 3 phần. Phần đầu mình để trên for, phần dưới mình để dưới for, những cái gì liên quan tới việc là dữ liệu động mình để trong for. Ok không? Được chưa? Thử ha, làm thử ha.